Sao anh đến sớm thế? Ta-da! Sao tự dưng anh lại tặng hoa? Em quên hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng mình à? Nhờ. Thôi không sao, anh sẽ nhớ hộ em tất cả những gì em không nhớ được. Việc của em ấy, chỉ cần nhớ đúng một thứ thôi. Anh yêu em. Sao anh thấy em có vẻ không thoải mái thế? Em vẫn sợ đúng không? Không lo đâu. Thống nhất là anh cứ sắp là người em trước đi, để cho bạn gái em có thời gian chuẩn bị tinh thần. Suy nghĩ kỹ đi, anh nói thật đấy. Kỹ rồi à? Mà cái hình xăm này là nó sẽ theo bọn em đến khi bốc mộ đấy. Kể cả xóa được hình xăm cũng không bao giờ xóa được tình yêu của chúng em. Chờ anh nhé, anh sẽ làm mẫu cho em. Anh xăm cho em. Anh xăm ở đây cho em ạ. Anh ơi, em vừa nảy ra một ý tưởng. Là cái phần trái tim mà dài hơn ấy, mà em bảo là em ấy, với cả cái chữ mãi mãi, thì anh xăm ở đây cho em. Nửa còn lại thì anh xăm cho bạn gái em. Thế là lại tách đôi nó ra à? Dạ vâng, tại như thế thì nó giống như là hai mảnh ghép, ghép vào với nhau ạ. Ok. Anh ơi. Ôi trời ơi. Anh ơi. Anh có ổn không Nhân? Anh vẫn ổn. Ôi, con trái thua. Hết kinh. Nào. Tiếng PT với PTEL có một tí mà gào như ngỗng. Anh ơi, nhưng PT chỗ em không chơi bằng kim. Đúng thẳng rồi, bóc xinh. Bóc trẻ bóc vẻ. Hai mươi tám, hai mươi mười, ai rồi mày, anh ơi, ai đây, nhẹ tay thôi. Giật lệch bây giờ, không có tiền đền đâu. Lại nữa, có làm không? Không xăm nữa. Em sao thế? Em không xăm nữa đâu. Ngọc. Đi. Ok anh. Em nghĩ xong chưa? Dũng cảm lên. Phiền thế nhở? Lại dỗi nhau à? Không có dỗi nhau. Nhưng mà anh cứ nói những câu rồi làm những điều vô nghĩa ấy. Làm em cứ bị khó chịu. Thế nó biết mày khó chịu không? Em chả biết đâu. Thế bây giờ là hai đứa gặp nhau xong rồi một đứa cứ nói xong rồi làm những điều mà đứa còn lại khó chịu. Là một người hay buông lời cay đắng lỡ vào ngay một người ngọt ngào đấy. Thế giới bây giờ yêu nhau kiểu gì ấy? Em thấy hai đứa em cứ như ở hai thế giới khác nhau ấy. Nhiều khi anh ấy... Thôi. Đừng tâm sự chuyện tình yêu của bọn em với anh. Đùa chớm nghe thôi mà. Sáng nay ai mua cà phê với anh nhỉ? Kìa ông kia.